Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Cỡ tuổi này là thu hoạch được rồi phải không chị Nga? Đúng rồi. Trời ơi, chết mẹ rồi. Sao vậy? Lo nhiều chứ. Ở nghe nói gì sao? Chị cũng phải bỏ hà đào chưa, mới tầm thôi. Cái này là chắc em nghĩ hả, cũng hơi lứa tuổi rồi đó chứ. Qua rồi. Thôi, một lát chắc thế nào đậu cũng chửi em mà. Hình như ở đây cũng có mấy cây ổi nè. Đúng rồi á. Hỏi vậy làm sao người ta Út làm được. Nhận như là cái gì luôn. Nó tống ra về mới dọn nè. Được. Bà cố ơi. Nhưng mà nó lên mộng vậy rồi làm sao? Bây giờ phải lấy nhánh này trồng thôi. Đoạn này chưa lại. Bẻ ra vậy nè. Là mấy trái kia thì trồng ít thôi. Chị đủ trồng thôi. Sao mình đi đâu mình cũng nghe ai cũng hoa. Cho nè. Nè. Cái đó là vậy, cái này là giờ sao? Cái này trồng hả? Ừ. Dạ, ăn đó là nhiêu hả? Đẹp quá nha ha. Đúng rồi. Thôi trồng nhiều rồi nha. Nè trồng nè. Trồng không? Cái này cái bỏ đi. Cái này nó già nè. Cái này có mọng mà. Cái này thì ăn được thì trồng. Cái này nha, tính làm sao? Bắt cái này ăn ha. Ừ. Nhưng mà cái này bỏ luôn đi. Cái này khỏi cần trồng, cái này cũng đâu có ăn gì nữa. Trồng nhiều mà có ấy rồi. Em hồi xưa em trồng, em bẻ cái củ này em trồng thôi nè. Còn củ kia em ăn. Đó, em trồng đây nè. Thì đó. Nhưng mà có một cái ăn đào biết là mình không có chảo trồng. Mình trồng đủ trồng thôi. Nha, để dành đi, mới em ra kia em trồng. Nha, cái này còn trồng kịp không hả? Hay là sắp tàn tả. Này thì trồng này thôi. Hỏi mấy cái này lên mộng mới được nha. Mộng rồi, cái này nó chỉ nói là hơi muộn nè. Bên này nấu ăn đi. Thì cái nào nấu rồi chừa lại. Nấu đi rồi chủ nhật thôi. Chủ nhật nấu ăn đi. Chủ nhật cho nấu hết bà con ăn luôn. Đi một lát mình ra mình hái mấy cái bưởi này kia luôn nha. Tám đặt xuống luôn. Đúng rồi. Uổng quá à. Được nhiêu đây rồi nè. Mấy cái này là để dành trồng nè. Trồng một chỗ hoài cái nó ít củ không á. Đâu quá. Đây đất cát này trồng khoai lang được nè. Cái bụi sát trong á chừa lại ăn. Vậy hả? Đào mấy cái củ bự thôi. Nó con móc ra thôi. Nó không có sâu dưới đâu. Nằm trên thôi mà. Mấy cái đó là đừng có ăn. Không có gì để ăn hết á. Ở bên này không có trồng được củ lùn nha, chứ trồng được đã lắm. Trồng không được hả? Không. Bên này đất cũng hơi hiếm, thành ra có một chút là trồng một chút. Trồng đủ thứ. Vậy vậy. Nghe phải lấy cờ nha, cắt đi. Cắt gì nữa? Nghe cắt để đợi mình mới bỏ vô trong cái rổ được chứ. Nghe tính làm sao để vậy luôn à. Hồi cái thời, hồi đó thằng An cái đâu biết đâu nha ha. Hồi cái thời mà mình nghèo á, tới nó là nó ăn xương mặt sướng rồi nha hả? Đúng rồi. Tới thời hồi đó cái thời của mình á nha, muốn cái này ăn cũng là một chuyện đó nha. Chuyện lớn á. Không phải đơn giản đâu, còn giờ tụi nhỏ không thèm ăn luôn á. Giờ đâu biết ăn này. Thấy chưa? Có thèm, bao giờ thèm. Lúc trước á, lúc mà khoảng năm trước ông nội, năm hai năm trước. Còn bên Việt Nam ông nội, ông vừa có bụi chuối á. Làm được đó. Đó, ở sao ở bên đống độn đó, có nhớ không? Ở trong vườn hay ở ngoài này? Ở ngoài này nè, có cái đống độn đó. Biết rồi, của ba trồng á. Ủa? Vậy là có hả? Có. Lần đó là lần đầu tiên được ăn thôi. Mà ăn đống ngon lành nha. Đống ngon lành. Tại sao không ngon? Gì kỳ đó. Không, em nghĩ là do tụi nó dư quá. Không đâu, ăn dở, dở hồi xưa. Ăn dở hồi xưa hả? Mà không biết. Không, em nghĩ là lý do là giờ có nhiều cái ngon hơn rồi, hồi xưa mình đói. Nó thành ra mình thấy nó ngon. Thôi mấy cái này trồng là lý tưởng rồi các bạn. Đó, chất lượng hảo hạng luôn á. Cái này trồng hả cả một mẫu á. Một mẫu á. Xong rồi đó.
Ui ui, cái này bữa chủ nhật mình nấu hả? Cả họ hàng, nhà họ Trần mình ăn nha. Đó, ai chê chê, mình không có chê đâu. Ủa cái này giận sao ta? Khó suy nghĩ quá. Đây nè, mấy cái này trồng đã nè. Ui, hình như, nghe thấy hình như nó hơi nóng không nha? Mình biết. Một lát hen, rồi nó gãy cái ngồi ổi hen, rồi cái nghe anh đậu mình la nha. Mắng rồi bị nghe. Kệ nó. Thương em Út lắm á, nhưng mà hổn quá. Thương em Út lắm mà nó hổn quá. Hổn quá. Cắt ra cũng có mớ ngon ngon này nha. Kệ nó, của không mong bà con cũng hết. Bây giờ mình chạy qua phía bên góc bên kia mình thu hoạch mấy trái bưởi da xanh luôn các bạn nha. Rồi bưng vô đi nha. Trên đường mình đi ra hái bưởi, mình sẽ đi qua cái vườn lan nhỏ nhỏ xinh xinh của mình nè các bạn. Đó. Đây là cây lan nhà mình nè. Năm nay á hả, không có trổ nhiều. Nhưng cũng thương quá à. Nè. Thích ghê này không? Thơm bát nhé. Thơm quá chừng, thơm. Cái này là màu trắng, màu trắng, màu trắng kem. Thơm, miền ơi thơm. Cây lan này á, là cây lan của bà má chồng nè. Hồi đó ai đó tặng bà trong cái dịp lễ gì đó không biết. Cái bà chưng xong cái bà đưa cho mình á, mà mình bỏ vô trong cái chậu mà nó lớn vậy nè. Cái chậu này có cả chục năm rồi đó các bạn. Mà thương lắm, năm nào nó cũng trổ bông mà nó trổ sai lắm kìa. Đã lắm. Còn đây là một mớ ổi mà anh chính của mình á, ảnh tháp cho mình nè, hai mớ ổi nè. Trong đây có đủ thứ giống ổi hết. Ổi Đài Loan ruby ít hạt, rồi ổi Thái ruby không hạt, ổi vuông, Thái vuông. Cũng có tháp một ít ổi cái giống mới của mình á. Ổi Đài Loan giống mới của mình á, nó nhiều trái mà ăn ngọt vô cùng luôn, ham lắm. Anh này anh giỏi ghê nha, anh tháp nè, đậu hết trơn luôn. Đã chưa, cái này cũng nó đậu luôn rồi nè. Gốc cũng bự bự không ha, anh chính này. Đó các bạn, đây là những cây ổi mà anh chính mình tháp cho mình. Còn những cái nhánh quýt á, nó còn nhỏ, nó còn mới ra tược nè, thành ra chưa có bán được các cô chú các anh chị nha. Mình đi ra hướng này, mình có mấy cây bưởi da xanh nè, tháp lâu rồi, chắc cũng cỡ 2 năm rồi đó, nó có bông nè. Mấy cái này gốc lớn lắm, đó, gốc lớn, nằm trong chậu 15 có, 25 có, mấy chậu này nằm trong chậu 25 nè. Còn đây là một mớ bưởi. Cây bưởi, mấy cây bưởi này là cây bưởi tam hồng nè. Cưng ghê không? Nuôi cũng có 2 năm rồi mới được bơ lớn vậy á. Mình phải kiếm mình cắt, mình tỉa, mình rửa mới được. Tại vì chị không có rành. Bông bưởi nó thơm bát ngát không? Hèn ơi, để mình hái mấy trái bưởi da xanh luôn. Ui, có bông. Bông thích quá. Rồi, cái bưởi có bông nè. Mấy cái bưởi nhỏ nhỏ này có bông hết trơn rồi. Ui da, bưởi có bông nhiều quá. Trong này có một trái bưởi nè. Hái đây. Nứt rồi. Bưởi da xanh. Còn trái nào nữa không? Còn như cũng một trái, hai trái gì á. Để mình hái luôn. Chèn ơi, bưởi tốt quá. Như này bà bỏ nè. Trái này nặng hơn nè, trái này nặng hơn nè. Bưởi da xanh mà trái nặng thì nó mới ngon nha các bạn. Cái này nó không có lớn lắm. Ôi dạ. Trái này nặng nè. Hết chưa?
Hết rồi. Ba trái bưởi này âm vô. Âm vô, âm vô. Đẹp à. Đẹp không? Đưa em cầm cái, đưa em cắt. Hả miệng ơi. Ồ cái này ngon rồi. Cắt luôn không, cắt luôn không? Thật ra nó cũng cần rồi. Em đâu có nha, đâu phải ba đầu sáu thai hay đưa cầm kiểu này nha. Này nó chín tích rồi nè. Rồi cắt luôn, à. Cắt luôn. Tới mùa rồi, nha nghỉ đi, chỗ nào để rồi gắn vô nha. Quá. Nha coi bên đây làm sao nha. Ngon quá. Còn còn cuối mùa. Chưa. Chưa hả? Chưa. Ok, vậy thôi mình đi qua bên này cũng còn mấy chưa chín. Mấy trái bên đây nữa nha, coi coi có chín không. Thơm quá. Hỏi mắng cầu. À đúng rồi, mắng cầu này thơm là ok nè. Ngon nha, mùa này ngon rồi. À, thơm đây nè, đây em có mấy trái nè. Đây là lo dòm không hỏi chắc đạp mìn quá. Nghe coi. Ồ. Chín không? Chưa. Ba trảo. Lao. Chưa. Chưa không? Còn cá trên đây nè. Hôm qua em hái trên đây nè, nhưng mà trái kia chín, còn đó nè. Chưa. Chưa luôn phải không? Ừ. Còn nữa. Qua bên này coi chừng nha, men men với chân, với chân. Ồ, men nhiều quá. Năm nay trúng mùa là bắn cầu. Cái thằng này hả? Thằng này chưa bự, nghe coi còn nhỏ nhỏ không hả? Coi đây. Rào. Rất à. Cứng không? Cứng. Ủa cây này à, sao lôi ra đây vậy? Nghe bỏ vô mẹ em đi. Tại có nhiều khi cho khách coi á. Đó, không? Không có nghe là không được mà. Không nghe là không được mà. Cái này là được rồi. Cái này cỡ này nha đem tặng nha, không có sợ bị quýnh. Mấy cái trái thanh trà của mình nè các bạn. Mèn ơi, cho nó bự dễ sợ bự hơn. Nè, hơi đẹp quá các bạn hả? Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Cái này chưa chín. Nó chín nó sẽ trở cái màu vàng giống như vậy nè. Thấy em các bạn hả? Mình là mình mê lắm, nhưng mà coi nè các bạn coi nè, mình chưa kịp ăn là chim đã ăn rồi. Đó, chỉ nghi là đầu mấy con chim này luôn á. Đẹp quá à. Cái này mình hái, chắc mình hái một cái này đi. Dạ, cái chùm nè. Mẹ ơi, cái chùm thanh trà này nghe thiệt chứ hả? Để vài bữa nữa rồi mới hái được nha các bạn. Bây giờ thì mình cũng xin phép được dừng video ở chỗ này luôn. Cảm ơn các cô chú, các anh chị đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt. Bye.